Nhật xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Hôm nay là buổi sáng ngày 22 tháng 1 năm 2024 vì chỉ còn khoảng 3 tuần nữa thôi thì sẽ đến ngày Tết Nguyên Đán. Và em đang đi trên con đường này, đó là những hình ảnh của con đường Điện Biên Phủ, một trong những con đường khu vực phía Bắc của thành phố Nha Trang. Trong video buổi sáng ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh của đường phố những ngày cận Tết, như là trên tuyến đường ở khu vực phía Bắc này có bán mai này, rồi hoa các loại, hoa cúc, mâm xôi, hoa vạn thọ. Nhìn những chậu hoa bán ở trong những cái vỉa hè, thấy được không khí của Tết sắp đến cận kề rồi. Và đoạn này bên tay phải của chú chị bạn là trường cao đẳng du lịch Nha Trang, một cái trường đào tạo ra các bạn trẻ, các bạn hướng dẫn viên du lịch. Nha Trang là một phố biển xinh đẹp và thành phố du lịch, nên sẽ được đào tạo ra nhiều bạn hướng dẫn viên hơn. Di chuyển theo hướng này trên con đường Điện Biên Phủ của chú chị bạn sẽ vào với đường 2 tháng 4. Đồng thời muốn đi lên bến xe phía Bắc, quý vị cũng có thể di chuyển trên con đường này. Bến xe phía Bắc là nằm ngay vị trí của góc đường Điện Biên Phủ và con đường 2 tháng 4 luôn quý vị. Thời tiết Nha Trang ngày hôm nay khá là đẹp, trời trưa thì nắng, buổi sáng thì lạnh và buổi tối chiều lại cũng lạnh lắm vậy. Chỉ có buổi trưa thì đi nó hơi nắng nắng xíu thôi, nhưng mà thời tiết cũng rất là mát, khí hậu những ngày cuối năm, những ngày mùa đông. Qua Tết là bắt đầu thời tiết nó sẽ nắng nóng trở lại này. Đoạn này bên tay phải của chú với bạn là bến xe phía Bắc. Ngay bến xe phía Bắc là một cái xăng luôn nè. Nước là vào ngã ba giữa đường Điện Biên Phủ và con đường 2 tháng 4 này. Chú chú bạn là bên tay phải là hướng đi ra đèo Lù Rì trên đường 2 tháng 4. Bên tay trái là hướng đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang, về lại cầu Sông Bóng. Đường Điện Biên Phủ đó cũng là con đường kết nối từ 24 đi xuống biển, thời từ vực đường biển Phạm Đồng đi lên. Đây, chúc mừng năm mới 2024, Happy New Year thành phố Nha Trang. Con đường 24 này lúc trước nó cũng là đường quốc lộ vậy, thì ngày nay nó thuộc quốc lộ 1C. Đây là một trong những con đường cửa ngõ phía Bắc của thành phố Nha Trang, là một con đường chính ở phía Bắc. Thì khi di chuyển trên tuyến đường này, cô chú các bạn sẽ đi qua chợ Vĩnh Hải này, là một ngôi chợ cũng rộng và lớn nhất ở khu vực phía Bắc. Ngày nay sắp đến Tết rồi, cho nên chợ cũng nhập hàng về rất là nhiều và đa dạng, đặc biệt là quần áo này, rồi bánh kẹo các loại. Hôm nay kinh tế cũng khó khăn thì chắc có thể việc mà mua sắm cuối năm nó sẽ không được nhộn nhịp như mọi năm. Kinh tế khó khăn cho nên là mọi người cũng thắt chặt cái việc chi tiêu, là phải mua đồ thì cũng phải tính toán kỹ hơn. Như vậy nếu như vậy năm nay hoa chắc cũng có thể sẽ rất là khó bán đó. Các chủ vườn chắc chắn họ cũng sẽ tính toán tới cái việc trồng hoa với một cái lượng ít hơn so với mọi năm.
Thường ở Nha Trang thì hồi Hoa Xuân đang được thi công ở phía dưới công viên Nguyễn Phi. Rồi mỗi năm thì hoa, giờ hoa Tết được bày bán ở các tuyến đường như là đường Thái Nguyên, con đường Lê Thánh Tôn, vực của vùng xe ngã 6 và vùng xe ngã 7 thì. Và ngay vị trí này bên tay phải của chúng chị bạn là đi qua con đường Khuyến hướng đi vào một địa điểm du lịch, đó là Tấm Bùng Resort. Và ngay vị trí này cũng là ngôi chợ Phước Hải luôn. Thì mỗi năm ngôi chợ Phước Hải ở phía trước đoạn này ấy, là cũng được trưng bày rất là nhiều hoa, đặc biệt là những cây hoa mai, rồi cây quất như là hoa cúc là được bán ở phía trước của chợ Bình Hải. Và di chuyển tiếp một đoạn nữa thì vì sẽ về tới cầu Sông Bóng, tới di tích Tháp Bà Monaga, một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Nha Trang. Thì di tích Tháp Bà Monaga trong thời gian gần đây thì cũng đang đón một lượng khách rất đông, đặc biệt là các vị khách Tây, rồi khách Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đến nhiều vậy. Và lâu lâu sẽ có những cái đoàn là khách trên những chuyến tàu quốc tế nữa, khách châu Âu họ cập bến cảng Nha Trang, cho đó họ sẽ xuống đi tham quan các cái địa điểm ở Nha Trang, rồi họ sẽ lên tàu di chuyển tiếp đi qua số tỉnh nữa.
Phía trước mình của cô chú chị bạn bên tay phải là di tích Tháp Bà Bồ Đề Ga, rất là đông du khách đang đến tham quan di tích này. Ở phía trước xe taxi ô tô khách nhộn nhịp, ở bên trong của di tích em thấy cũng rất là đông khách. Và phía trước màn hình này là những ảnh của cầu số bóng này. Bên này là đầu phía bắc của cầu, bên kia và bên kia là đầu phía nam. Đó. Cầu số bóng đang được lắp đặt những cái dây đèn led này, vị hình chụp nón này. Các anh bên hệ thống điện chiếu sáng anh đang dùng xe cẩu để mà nâng người lên, xong lắp đặt những dây đèn led, xây đèn led luôn vậy. Đèn máy bên kia thì họ đã lắp xong rồi, bây giờ đang thi công phía bên này. Những cái dây đèn led này kéo ra hình chóp nón cũng giống như là bên cầu Trần Phú vậy. Hôm tối nếu vậy bật đèn lên chắc chắn cầu bóng sẽ rất là đẹp, và cầu Trần Phú nữa, hai cái cầu nổi bật bắc qua con sông Cái. Cái cầu này nó có chiều dài khoảng 330m vậy, và rộng của nó là 19m. Hai bên là hành lang đi bộ rộng khoảng 1,5m, chính giữa thì giải phân cách cứng. Xuống đoạn này thì nó hơi cua, hơi gấp, nên qua đoạn này là phải giảm tốc độ vậy. Và di chuyển tiếp nữa là sẽ tới cầu Hà Ra và hướng đi về trung tâm của thành phố. Trước màn hình vì đây là những hình ảnh của cây cầu Hà Ra này. Thì cái cầu Hà Ra cũng công nhân họ cũng đang thi công quét sơn rồi lại. Sơn nó lâu quá nó bị mờ rồi. Và dự kiến tương lai sẽ có một cái con đường bờ kè kết nối với đường sông Cồn bên tay trái, vì là sẽ chạy dọc con bờ kè Nam sông Cái. Vực của cầu Hà Ra đây. Mình mới đóng cọc. Con đường 2 tháng 4 này xe lúc nào cũng đông đúc đó. Và đường này cũng là đường chuyên kinh doanh buôn bán. Các cái mặt bằng đoạn này là chuyên bán phụ tùng ô tô, tùng xe máy đó. Thường nó nằm ngay góc của đường Chính Trung với đường 2 tháng 4.
rất là nhiều cửa hàng bán phụ tùng ô tô. Nhưng cô chú chị bạn nào mà muốn mua phụ tùng ô tô thì để ghé ở cái góc ngã ba này, giao giữa đường Sinh Trung và đường 2 tháng 4. Cái góc này bên kia đường đó là một công viên, gọi là công viên bến xe. Trước ngay chỗ này là một cái bến xe, gọi là bến xe Ninh Hòa vào những năm 75. Bây giờ thì nó thành một cái công viên nhỏ nhỏ. Ở đây thì nó cũng gần với một ngôi chùa lâu đời, ngôi chùa Kỳ Viên, nằm trên một cái đồi núi. Bên kia là con đường gọi là đường Sinh Trung. Bây giờ em sẽ đi qua đường Sinh Trung cho cô chú chú bạn tham quan nha. Đường Sinh Trung này là một trong những con đường mà buôn bán đa số là các mặt hàng, công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, nổi tiếng khu vực của Chợ Đầm. Dụng cụ máy móc ở đây trên con đường này nhiều lắm quý vị. Máy cắt, máy phát đường, phát điện, máy đục, máy khoan, gì là công trình gì có hết. Và khu vực con đường này nó cũng gần với Chợ Đầm. Đoạn này rẽ bên đi trái vì sẽ xuống Chợ Đầm nè. Đường này là chuyên kinh doanh buôn bán vào ban ngày, cho nên là buổi tối là người ta đóng cửa hết. Đi buổi tối qua con đường này nó vắng lắm, giống đường Trần Quý Cáp vậy. Di chuyển thẳng theo con đường Sinh Trung này là nó sẽ ra giao lại với đường Thống Nhất, là hết con đường Sinh Trung. Đây người ta bán các cái hãng máy đi guitar, cái khoan, cái đục, máy cắt, đục các loại. Đoạn này bên tay phải là ngôi trường Trung Vương. Bên tay trái đối diện là trước đó là cái rạp cái phim Tăng Thanh, bây giờ là nhà hát nghệ thuật truyền thống ngay góc đường Sinh Trung và con đường Miếu Bà năm xưa, bây giờ là con đường Lý Quốc Sư. Để bên trái là xuống Chợ Đầm, để bên tay phải là lên giao với 2 tháng 4. Ở đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé. Em xin trân trọng mến chào và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo sau.